Hello anh em, tiếp tục lên sóng cho anh em một con Sony xách tay, gọi là đầu băng cối tự hành Sony. Con này về tổng thể so với tuổi gần 50 năm tuổi là đẹp xuất sắc, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Dòng server control này gọi là sạc vô mạch tốc độ, sẽ gọi là sạc vô control là cái mạch điều tốc tự động anh em nhé. Gọi là tốc độ qua tốc độ của máy là qua mạch sạc vô, chứ không phải qua cả cái tốc độ của Cura, cho nên là rất là bền bỉ và phải nói là rất đẹp. Con này cảm nhận đánh giá là ổn so với tuổi đời. Rồi, có quai sách đàng hoàng này. Đó, cất này, rút lên này, lại quai sách này. Anh em nhìn nhá, tổng thể một con máy rất đẹp. Từ các cổng kết nối mở rộng này, phun 4 viên pin này, dây nguồn này, nó rất đẹp, để đứng để nằm gì đều được. Đó, đây này anh em nhìn này, màu xanh hòa bình rất đẹp luôn. Đó, có cả chỉnh bát chép và volume tổng đầy đủ. Đây, bây giờ em sẽ cắm test cho anh em. Cấp nguồn này, cấp nguồn ở đây. Cắm nguồn vào cho anh em nhá. Mở lên cho anh em nhìn băng này. Đó. Anh em mua bán sợi lợi nhanh gọn ấy, thì em sẽ tặng cho anh em một cuộn băng và một cái xương băng về anh em nghe được luôn. Băng bên em là chuyên cung cấp băng rồi. Những cuộn băng bên em là 3 tiếng đồng hồ cơ. Cho nên là về băng thì không phải nghĩ. Này, quan trọng anh em là có đủ độ đam mê, đủ chất chơi, mua bán nhanh gọn sợi lợi thì gặp em Sơn phục vụ nhiệt tình. À, rồi, cắm điện 100V và play thôi. Play. Con này là ấn xuống anh em nhá, ấn xuống là chết tốp nhá. Để em xem volume. Cắm nguồn cho nó chặt tí đã. Con này là nó có cái rắc nguồn ở đấy ấy, là nó có cả cái công tắc nữa. Rồi. Volume. Có quái sách rất hay. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Tiếng Sony thì xưa nay đến giờ là hay. Bên em thì chuyên bán đầu cối, băng cối, các phụ kiện về cối, cả cái những cái xương nhôm đặc biệt như này có bán. Một đêm gió mưa nhiều.
Tuyệt vời. Anh em có nhu cầu về đầu cối, băng cối, xương băng, các phụ kiện về đầu cối thì liên hệ thằng em Sơn Loa Audio. Rất nhiều máy to máy nhỏ, em Sơn phục vụ rất là tận tình và chu đáo cho anh em luôn. Nhiều máy lắm mà toàn máy ngon thôi, bù ngon bù rẻ đấy. Rồi hẹn gặp lại anh em cả clip sau nha. Có này ví dụ như đang nghe muốn tắt này, muốn tắt là ấn xuống. Đó. Tua thì ấn sang. Đó. Tắt lại ấn xuống. Đấy. Lại tiếp tục play. Đấy. Tốp này. Bây giờ mình tua sang bên này hẳn. Đấy nhá. Dí xuống là tua hẳn sang bên này. Đấy, rồi lại ấn xuống là tốp. Đơn giản vậy thôi. Chất âm Sony rất hay. Chất âm Sony phải nói là hay. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở nhiều clip sau.